Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với câu chuyện cuối tuần của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Xin được tự giới thiệu, tôi Jerome Nguyễn Thiện và cùng đồng hành với chương trình chúng ta ngày hôm nay xin được giới thiệu Maria Diễm Thanh. Em xin chào anh Thiện. Xin chào quý vị khán giả của chương trình câu chuyện cuối tuần. Và tuần này thì chúng ta sẽ nói về vấn đề gì hả anh Thiện? Trong tuần này có một ngày đặc biệt, đó là vào ngày 10 tháng 9. Thì không biết là Diễm Thanh có hay lướt web không ạ? Dạ có chứ. Chắc chắn là chúng ta sẽ có sử dụng Google. Dạ. Và trên trang chính của Google vào ngày 10 tháng 9, không biết là em có nhớ là có một cái gì đặc biệt hay không? Cái đó thì em nhớ rất là kỹ luôn. Tại vì biểu tượng rất là đặc biệt là một sơ đang chăm sóc cho bệnh nhân, đúng không anh? Đúng vậy, hình ảnh một sơ đang chăm sóc bệnh nhân và cái biểu tượng đó được gọi là Google Doodle. Chắc em cũng biết đúng không? Dạ. Google Doodle là một biểu tượng đặc biệt thay thế tạm thời cho biểu tượng trên trang chủ của Google nhằm chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện, thành tựu và con người. Với tên gọi Google Doodle, đây là cách mà trang công cụ tìm kiếm thông tin lớn nhất thế giới được lột bỏ lớp áo hàng ngày, khoác lên mình những biểu tượng và nét vẽ đầy sáng tạo và mới lạ. Và cũng chính vì sự đặc biệt của chúng mà không phải lúc nào Google cũng cho phép xuất hiện được, mà chỉ là những ngày lễ, kỷ niệm hay là những sự kiện lớn đáng chú ý diễn ra thì mới có thể có vinh dự này. Và Diễm Thanh biết không, và cái điều đặc biệt là vào ngày 10 tháng 9 vừa qua, thì nhân dịp sinh nhật lần thứ 90 của Sir Rudolf, một nữ tu người Đức thuộc dòng nữ tử Thánh Tâm Đức Maria, đã qua đời năm 2017 và được xem là đã giúp loại trừ bệnh phong cùi tại Pakistan. Và Google đã vinh danh Sir bằng một doodle. Kính thưa quý vị, Google cho biết họ vinh danh Sir Ruth vì Sir đã tận hiến trong việc xóa bỏ bệnh phong cùi ở Pakistan và nhờ đó có bao nhiêu cuộc đời được cứu vớt. Sir Ruth Paul sinh ngày 9 tháng 9 năm 1929 tại Leeds. Sir học y khoa tại Đại học Bath và Marburg. Sau khi tốt nghiệp thì Sơ đã gia nhập dòng nữ tử Thánh Tâm Đức Maria và được gửi đi truyền giáo tại Ấn Độ. Trên đường đi, Sơ dừng lại ở Karachi vào năm 1960 và bị giữ lại vì vấn đề visa. Tại đây thì Sơ đã tham gia và làm việc với các bệnh nhân phong cùi. Vào năm 1961, Sơ đến miền Nam Ấn Độ để được huấn luyện chăm sóc về bệnh phong cùi. Khi trở lại Karachi, thì Sơ đã tổ chức và mở rộng chương trình kiểm soát bệnh phong. Chính xác, và Diễm Thanh biết không, Trung tâm Bệnh phong Marie Adelaide do Sơ thành lập tại Karachi là bệnh viện đầu tiên của Pakistan chuyên chữa trị bệnh phong. Và ngày nay thì bệnh viện có 157 cơ sở trên toàn quốc giúp cho hơn 56.000 bệnh nhân phong. Và Sir Ruth nhận được rất là nhiều giải thưởng vinh danh tại Pakistan cũng như ở nước ngoài về hoạt động nhân đạo của Sir. Vào năm 1979, Pakistan đặt Sir làm cố vấn liên bang về bệnh phong của Bộ Y tế và Lợi ích xã hội. Năm 1988, Sir được trở thành công dân của Pakistan. Và kính thưa quý vị, Sir Ruth đã qua đời vào ngày 10 tháng 8 năm 2017 ở tuổi 87 tại Karachi, Pakistan, và được mai táng tại đây theo nghi thức quốc gia vì sự phục vụ vô giá của Sơ. Rất mong rằng câu chuyện của chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn được thông tin về Sơ Ruth Paul, được mệnh danh là Mẹ Teresa của Pakistan. Và kính thưa quý vị, câu chuyện cuối tuần của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần sau.